với gia đình mình, buổi sáng lúc nào cũng là khoảng thời gian bận rộn, phải chuẩn bị năng lượng cho cả một ngày dài. Nhưng giờ đây, nhờ sự trợ giúp của các thiết bị hiện đại cùng với những tính năng tiện nghi, mọi việc đã trở nên dễ dàng và tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều. Một trong những trợ thủ đắc lực nhất chính là chiếc máy lọc nước A.O. Smith Lux ARU 800 Hot này, giúp cho các công việc gia đình liên quan tới ăn uống, chăm sóc sức khỏe được hoàn thành nhanh chóng, dễ dàng, mang tới cảm giác hứng khởi, tràn đầy năng lượng cho một ngày mới. Máy lọc nước Lux ARU 800 Hot có thiết kế vô cùng nhỏ gọn, chiều dày của máy siêu mỏng chỉ 14,5 cm. Mình rất là ấn tượng với phần vỏ máy màu trắng, chất liệu cao cấp sáng bóng, đặc biệt là thiết kế của chiếc vòi điện tử đa chức năng. Chiếc vòi có thiết kế chắc chắn, bề mặt sáng bóng và bảng điều khiển điện tử hiển thị tất cả thông tin vận hành của máy như là nhiệt độ nước nóng, cảnh báo tình trạng lõi lọc, các nút chọn chế độ nước nóng, nước ấm và nước thường. Máy lọc nước đặt gầm có công suất lớn lên tới 800 GPD, do đó chúng ta có thể lấy nước cực kỳ nhanh, không cần chờ đợi, giúp tiết kiệm thời gian. Đây còn là chiếc máy lọc nước đặt gầm công suất lớn tiên phong tại Việt Nam, vừa có chế độ nước nóng mà lại cực kỳ nhỏ gọn và tiện lợi cho các gia đình. Máy có 3 chế độ nhiệt, đáp ứng đủ các nhu cầu sử dụng nước. Chỉ với thao tác đơn giản, gia đình mình đã có thể ngay lập tức lấy nước ở nhiệt độ thường để rửa rau quả. Mình cũng thường xuyên lấy nước nóng với nhiệt độ lên tới 98 độ C để nấu các món ăn như canh, súp, các món luộc hay pha trà, cà phê, cực kỳ tiện lợi và nhanh chóng. Là phụ nữ, mình rất thích chế độ nước ấm vì mình thường xuyên uống nước ấm để bảo vệ sức khỏe và lấy nước để pha sữa cho con. Thêm một điểm nữa mình rất ưng ý ở máy lọc nước này, đó là nước nóng được đun và chứa sẵn trong bình chứa chất liệu inox cao cấp. Mình thấy như vậy an toàn cho sức khỏe hơn là sử dụng các loại máy có bình chứa nước nóng bằng nhựa. Không chỉ vậy, máy lọc nước còn có tính năng cảnh báo thay thế lõi lọc tự động ngay trên thân vòi, vừa tiện lợi không cần mất công ghi nhớ thời gian thay lõi, vừa đảm bảo chất lượng nước sử dụng luôn tinh khiết. Và bên cạnh các tính năng tiện nghi thì máy lọc nước A.O. Smith còn có thiết kế an toàn nên mình rất yên tâm khi sử dụng. Đầu tiên phải kể đến thân vòi cách nhiệt chống bỏng và khóa trẻ em tại vòi nước, giúp ngăn ngừa trẻ nhỏ tự lấy nước nóng. Hệ thống lõi lọc inline đúc nguyên khối do chính A.O. Smith sản xuất, lắp đặt và kiểm định cùng công nghệ lọc trực tiếp giúp ngăn chặn nguy cơ rò rỉ nước trong máy. Còn chất lượng nước sau lọc thì sao? Máy có 2 lõi lọc nhưng tích hợp tới 7 cấp lọc, loại bỏ hiệu quả các cặn bẩn, bùn đất, kim loại nặng, hóa chất độc hại, vi khuẩn, virus mang tới nguồn nước tinh khiết uống trực tiếp. Việc uống nước trực tiếp sau khi lọc như vậy cảm thấy vừa an tâm chất lượng, tiện lợi và tiết kiệm hơn việc mua nước đóng chai. Máy lọc nước A.O. Smith tiện nghi an toàn như vậy nhưng chi phí sử dụng lại rất tiết kiệm. Đầu tiên, nhờ công nghệ tích hợp 5 cấp lọc trong một lõi lọc composite nên cũng giảm đáng kể số lượng lõi phải thay định kỳ, vừa tiết kiệm chi phí lại hạn chế chất thải nhựa ra ngoài môi trường. Nhắc tới vấn đề bảo vệ môi trường thì mình chợt nhớ ra là chiếc máy lọc nước này còn sở hữu công nghệ RO Sidestream do chính A.O. Smith phát minh sáng chế, giúp giảm đáng kể lượng nước thải với tỷ lệ thu hồi nước là 2 phần nước tinh khiết trên 1 phần nước thải nha các bạn. Công nghệ RO Sidestream cũng làm tăng tuổi thọ lõi lọc RO lên tới 3 năm, giúp tiết kiệm chi phí thay lõi. Với công nghệ tiên tiến, thiết kế sang trọng, tính năng tiện nghi, máy lọc nước A.O. Smith Lux ARU 800 Hot là lựa chọn hoàn hảo cho gia đình hiện đại, đặc biệt với các căn hộ chung cư như nhà mình đây. Và với sự hỗ trợ từ các thiết bị hiện đại như chiếc máy lọc nước A.O. Smith này thì gia đình mình luôn luôn cảm thấy hứng khởi và tràn đầy năng lượng mỗi ngày.